kinh hoàng kẻ sát hại đốt xác hai trẻ em ở Đắk Lắk. Bắt được thủ phạm giết chết hai trẻ em ở Buôn Hồ Đắk Lắk. Tên Lê Văn Bui được xác định là hung thủ trong vụ bắt cóc hai trẻ em trai vào chiều tối ngày 11 tháng 5 để thực hiện tống tiền. Sau đó đã giết chết hai em này rồi đốt xác phi tang. Sáng ngày 12 tháng 5, Công an thị xã Buôn Hồ phối hợp với cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã thực hiện bắt khẩn cấp tên Lê Văn Vui, kẻ được xác định là hung thủ trong vụ bắt cóc hai trẻ em trai vào chiều tối ngày 11 tháng 5 để thực hiện tống tiền. Sau đó đã giết chết hai em này rồi đốt xác phi tang. Theo điều tra ban đầu, khoảng 17 giờ chiều ngày 11 tháng 5, Hai em Đỗ Quang Huy sinh năm 2001 Con trai anh Đỗ Thanh Quang chú tại phường An Lạc Và em Nguyễn Hữu Duy Thức sinh năm 2002 Con trai anh Nguyễn Hữu Phúc chú tại phường An Bình thị xã Buôn Hồ Sau khi đi học về đang chơi gần nhà anh Quang Thì tên vui là hàng xóm của anh Quang Đến rủ dê hai cháu này đi chơi Chúng đưa hai em nhỏ này ra nghĩa trang liệt sĩ thị xã Buôn Hồ Thuộc địa bàn phường Đạt Hiếu Khoảng 20 giờ cùng ngày Bọn chúng nhắn tin đòi hai gia đình đưa 800 triệu đồng tiền chuộc Nếu báo công an sẽ giết chết hai em Nhưng do số tiền quá lớn Hai gia đình chưa chuẩn bị kịp Khoảng 21 giờ bọn chúng nhắn tin Gia đình đến một địa điểm sau khu vui chơi giải trí An Gia Nguyên để nhận cánh tay của con và ra hạn chót một tiếng sau nếu không nộp đủ tiền sẽ giết chết hai cháu. Sau khi nhận được những hành động đe dọa lần này, các gia đình nạn nhân đã trình báo cơ quan công an. Đến khuya ngày 11 tháng 5, công an thị xã Buôn Hồ nhận được tin của người dân báo phát hiện hai xác trẻ em bị giết chết ở khu vực nghĩa trang hai thi thể nạn nhân này ngay sau đó được xác định là của hai em huy và thức đến dạng sáng bọn chúng tiếp tục nhắn tin gia đình ra nghĩa trang nhận xác con sau khi nhận được tin cơ quan công an đã lập tức vào cuộc sàng lọc đối tượng và xác định được thủ phạm đầu tiên là lê văn vui nhiều khả năng còn các đối tượng khác cùng thực hiện vụ án nghiêm trọng này qua đấu tranh ban đầu Tên vui khai nhận Do chơi cờ bạc Bị nợ nhiều trăm triệu Nên đã thực hiện hành vi bắt cóc Hai cháu Huy và Thức Tống tiền để trả nợ Do hai em khóc và la hét Sợ bị lộ Nên bọn chúng đã tàn ác ra tay sát hại Sau đó đốt xác phi tang. Gia đình tìm con trong hoảng loạn Chiều ngày 11 tháng 5 Gia đình anh Đỗ Thanh Quang Chú phường An Bình thị xã Buôn Hồ Bố của cháu Huy không thấy con đâu Vợ chồng anh chị Nguyễn Hữu Duy Phước Nguyễn Thị Kiều Nhung Bố mẹ cháu Thức cũng không thấy con trai mình đâu Huy và Thức cùng học trung trường Nhà ở đối diện và chơi với nhau rất thân Cả hai gia đình đi tìm Nhưng hai cháu bé vẫn biệt tạm Đến hơn 20 giờ 30 phút cùng ngày Anh Quang hoảng hốt nhận được một tin nhắn Từ số điện thoại di động lạ với nội dung Bọn tôi đang giữ cậu quý tử của ông Muốn nó sống Khôn hồn đưa 800 triệu đồng Bằng không Tuổi nó sẽ phải chết Tôi cho ông 35 phút để quyết định Sau đó là tin nhắn yêu cầu Gia đình anh chuẩn bị đem tiền Ra nghĩa trang công nghiệp Chùa con trai Những tin nhắn này khiến gia đình anh Quang Hoảng loạn tột độ Cháu Huy là con út và là con trai duy nhất của vợ chồng anh Quang. Thường ngày và giờ này cháu đang ngồi học bài hoặc chơi đùa cùng ba mẹ. Vợ anh Quang khóc ngất vì thương con. Tin này cũng được báo với gia đình cha mẹ cháu thức. Anh Quang dàn lòng trả lời tin nhắn và đồng ý đưa tiền và xin chúng thả hai cháu bé. Xin cho anh được nói chuyện với con. Lập tức một tin nhắn khác đổ vào máy anh thông báo Việc hai cháu bị cha tấn hành hạ Kẻ nhắn tin không cho cháu nào nói chuyện với người nhà Và nhắn rằng Không nói chuyện được Hai thằng ra máu nhiều Nên ngất xỉu rồi Nếu mày không nhanh đưa tiền Thì bọn tao không dám hứa Sẽ cho chúng sống đến sáng mai Bọn tao sẽ thiêu cháy chúng Nếu mày không chung đủ 800 triệu đồng Chúng ra điều kiện khi anh quang đi giao tiền phải có bốn người đi cùng đó là các anh tiến anh con rể anh quang anh hùng lái xe cho anh quang và hai người hàng xóm là anh bo và sơn tên khai sinh là lê văn vui sau đó liên tiếp các tin nhắn vào máy anh quang thúc giục anh giao tiền ở nhiều địa điểm khác nhau kèm một nội dung một thằng đã chết vợ chồng anh phước cũng kinh hồn khi nhận những tin nhắn. Xin lỗi, con của ông bà đã chết vì tội không nghe lời chúng tôi. Cháu hưởng dương 8 tuổi, xác cháu ở suối Lo Si. Suốt đêm đó, gia đình hai cháu Huy và Thức bên bấn loạn vì những yêu cầu của kẻ tống tiền, bên thì cuống cuồng đi tìm con theo như tin nhắn. Nỗi thất vọng khiến họ nghẹt thở. Cho đến 8 giờ 15 phút ngày 12 tháng 5, anh Quang càng kinh hồn hơn khi nhận tin nhắn. Để ông tin, hãy lên sau lưng điện lực, chỗ cây trụ điện gãy, lấy nửa cánh tay và sợi dây chuyền về, rồi ta nói chuyện tiếp. Nó nằm trong cái bịch đen. Đến nơi, ai cũng bàng hoàng khi thấy tin nhắn đó là sự thật. Gần 15 giờ ngày 12 tháng 5, một số người dân phát hiện tại nghĩa trang phường đàn hiếu có hai xác trẻ em bị thiêu cháy biến dạng linh tính mách bảo cho cả hai gia đình rằng hai cháu đã bị sát hại khi đến nơi nhìn một số vật còn sót lại trên người hai cháu họ nhận ra đó là uy và thức ngay trong đêm dưới sự chỉ đạo của đại tá đoàn đình hón phó giám đốc công an tỉnh đắk lắc đã cấp bách phối hợp triển khai các biện pháp nghiệp vụ qua nghiên cứu các tin nhắn, trinh sát phát hiện kẻ nhắn tin yêu cầu gia đình anh Quang đưa tiền cho tên vui để đi giao. Sáng ngày 12 tháng 5, khi một người chú của cháu Huy chở tên vui đến địa điểm Khi một người chú của cháu Huy chở tên vui đến địa điểm giao tiền như kẻ ác yêu cầu Người này có nói với tên vui Gia đình đang tính tìm thầy bói xem các cháu đang bị chúng giấu ở đâu thì ít phút sau đó vui bỗng lại nhảy như lên đồng và nói bị bắt cóc, bán. Gia đình anh Quang cho biết chiều ngày 11 tháng 5 vui có qua nhà và vào phòng bé Huy tỉ tê cái gì đó một lúc rồi đi. Một bà già ở gần nhà anh Quang nói khi hai cháu Huy và Thức định mua bắp luộc gần đó ăn thì bên kia đường có một người thanh niên gọi hai cháu và cả ba cùng đi. Kết hợp với các nguồn tin khác, công an xác định tên Vui là kẻ nghi vấn hàng đầu nên từ 9 giờ ngày 12 tháng 5, Vui đã bị giám sát chặt chẽ. Đúng như nhận định, trong thời gian này hầu như không có tin nhắn nào gửi đến gia đình hai cháu bé. Các trinh sát khẩn trương truy tìm tung tích chủ của chiếc sim điện thoại 01202392316 là số máy đã nhắn các tin cho gia đình hai cháu bé nhiều chứng cứ chống lại Bùi. Đúng 11 giờ 15 phút ngày 12 tháng 5, hắn bị điệu về trụ sở công an huyện. Mấy giờ trôi qua, Bùi quanh co bịa chuyện, đổ vấy cho người này, người kia chủ mưu để chạy tội. Đến gần 16 giờ cùng ngày, thi xác của ai cháu bé đã được tìm thấy. Trước những chứng cứ không thể chối cãi, tên Sơn, tức Lê Văn Bùi, 24 tuổi, trú ở tổ dân phố 2 phường đoàn kết thị xã Buôn Hồ ở sát vách nhà anh Quang đã thú nhận tội ác. Lê Văn Vui đã có vợ, con. Vợ kẻ sát nhân này làm kế toán cho anh Quang từ 3 năm nay. Hắn thuê nhà bên cạnh nhà anh Quang mở tiệm mua bán điện thoại di động. Anh Quang là chủ đại lý bia Quang Anh, một đại lý khá lớn ở thị xã Buôn Hồ. Trong cuộc sống hàng ngày, gia đình anh Quang đối xử tốt với vợ chồng hắn. Do làm ăn thua lỗ, hắn lâm nợ ngân hàng 100 triệu đồng và nợ các cá nhân bên ngoài khoảng 100 triệu đồng nữa, không phải do nợ đần cờ bạc như một số nguồn tin. Trước khi hắn gây án không lâu, đại diện ngân hàng trên đã thông báo nợ đến hạn phải trả. Bùi đã nghĩ đến việc bắt cóc cháu Huy để tống tiền. Hắn cho rằng anh Quang là chủ đại lý bia lớn nên có nhiều tiền. Cháu Huy lại là con út và là con trai duy nhất của vợ chồng anh Thì giá nào họ cũng phải lo đủ tiền để cứu con Vậy là hắn dụ dỗ cháu Huy đi chơi Huy lại rủ cháu thức cùng đi Dù ngoài dự tính Nhưng không muốn làm hỏng kế hoạch Nên hắn đưa cả hai cháu đi Hắn lừa hai cháu đến Nghĩa Trang Phường Đạt Hiếu Rồi bất ngờ đánh hai cháu ngất xỉu Sau đó dùng cuộn băng keo mang theo chói và bịt miệng các cháu lại Nghĩ rằng dù lấy được tiền hay không Thì vì cả hai cháu đều biết hắn Hắn sẽ không thể thoát Nên khoảng 20 giờ 15 phút Hắn đã lạnh lùng ra tay sát hại các cháu Sau đó hắn về nhà Ngồi nhắn tin tông tiền Trong đêm đó hắn đóng vai Người hàng xóm tốt Cùng đi với mọi người để giao tiền Tìm cứu nạn nhân Dạng sáng Hắn lén trở về sách can xăng Cùng vải giấy mang ra hiện trường đốt xác các nạn nhân để gia đình không nhận dạng được. Do nhà cha mẹ đẻ hắn ở gần Nghĩa Trang nên khi thấy hắn đi về hướng đó có người nghĩ hắn về nhà cha mẹ như lệ thường. Khuya ngày 11 tháng 5 lúc gia đình anh Quang đến chở hắn đi giao tiền như tin nhắn yêu cầu mọi người đã phải chờ đợi hắn khá lâu vì bỗng không thấy hắn đâu. Khi đó hắn và nhà vệ sinh nhắn tin tống tiền anh Quang rồi bội tắt máy. Sáng sớm ngày 12 tháng 5, sau khi ra đốt xác các nạn nhân, hắn lại trở về sốt sắng cùng mọi người đi tìm hai cháu bé và nghe ngóng tình hình. Với bố mẹ cháu thức, hắn không tống tiền mà nhắn tin khủng bố tinh thần để tạo áp lực. Để tạo áp lực, buộc gia đình anh Quang phải sợ mà lo cho đủ số tiền như hắn yêu cầu. Cháu thức chính là đứa bé xấu số, số bị hắn lấy tay để thúc bách anh Quang giao tiền. Nhưng có sự báo ứng, hắn lập kế hoạch gây tội ác rồi tự đưa mình vào vòng luẩn quẩn nên không có cơ hội cầm tiền. Cuối cùng, các chiêu đánh lừa hướng của hắn cũng không thể lừa được công an. Trần Dung, kẻ thủ ác Theo cơ quan công an, Lê Văn Vui, quê ở Đông Sơn, Thanh Hóa, vào Đắk Lắc làm ăn, đã có vợ con do đam mê cờ bạc và làm ăn thua lỗ nên đang nợ khoảng 500 triệu đồng. Vui khai nhận trước cơ quan điều tra. Do chơi cờ bạc bị nợ nhiều trăm triệu đồng nên đã thực hiện hành vi bắt cóc hai cháu Huy và Thức nhằm tống tiền để trả nợ. Hai cháu khóc và la hét, sợ bị lộ nên đã sát hại, sau đó sau đó đốt thi thể để phi ta. Qua đấu tranh, đối tượng còn khai nhận đã dùng gạch gậy gỗ sát hại hai cháu bé Huy và Thức tại khu vực Nghĩa Địa Phường Đạt Hiếu, thị xã Buôn Hồ từ lúc 18 giờ 30 ngày 11 tháng 5, sau đó chất giấy và vải để đốt xác phi tang. Dã man hơn, sáng hôm sau, tên giết người máu lạnh còn quay lại hiện trường giật đứt một cánh tay của cháu Thức để làm công cụ gây áp lực đối với gia đình nhằm đòi cho được tiền. Hành vi giết người dã man của tên vui đã khiến dư luận cả nước nói chung và dư luận tỉnh đắk lắc nói riêng sôi sục trong căm phẫn. Sau khi tên giết người bị bắt, cả biển người vừa hiếu kỳ vừa phẫn nộ đã tiếp cận với hiện trường, bày tỏ sự căm phẫn của mình trước hành động dã man của tên vui đối với hai đứa trẻ. Kẻ giết người đốt xác, lãnh án tử hình. Ngày 17 tháng 12, tòa án nhân dân tỉnh đắk lắc đã mở phiên tòa lưu động tại sân vận động thị xã Buôn Hồ, Đắk Lắk để xét xử sơ thẩm Lê Văn Bui đã bắt cóc, giết và đốt xác hai cháu nhỏ tại thị xã Buôn Hồ hồi tháng 5 năm 2010. Xét các tội ác đặc biệt nghiêm trọng, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk đề nghị hội đồng xét xử Lê Văn Bui hai tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản người khác với mức án 20 năm, tội giết người mức án tử hình. Bị cáo còn phải đền bù tiền mai táng và tổn thương tinh thần cho gia đình các bị hại. Hội đồng xét xử tuyên án. Vì bị, bị cáo là người thành niên có đầy đủ năng lực hành vi, có cuộc sống bình thường, lại đang tâm ra tay bắt cóc giết người dã dạ man. Các hành vi phạm tội có sự chủ tính hết sức chuyên nghiệp và tàn nhẫn không thể cải tạo được nữa. Cần loại khỏi cuộc sống để đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật và là tấm gương cho những người khác. Tuyên án bị cáo 20 năm tù vì tội bắt cóc tống tiền, tử hình vì tội giết người. Tổng hợp hình phạt là tử hình. Theo cáo trạng, Lê Văn Vui có thuê tiệm bán điện thoại bên cạnh nhà anh Đỗ Thành Quang, bố cháu Huy. Năm 2009, Vui kết hôn với chị Nguyễn Thị Tê, kế toán làm tại đại lý bia của anh Quang. Do quen biết với gia đình nên Vui thường xuyên lui tới ngày 11 tháng 5, nhân viên ngân hàng Đông Á đến nhắc nợ đến hạn phải trả. Vì làm ăn thua lỗ đang lúc túng quẫn nên vui nghĩ ngay đến việc bắt cóc cho Đỗ Quang Huy, con của anh Quang, để tống tiền gia đình anh. Khoảng 16 giờ ngày 11 tháng 5, lợi dụng lúc vợ chồng anh Đỗ Thành Quang đi vắng, vui đến nhà dụ dỗ cháu Huy, 9 tuổi đi chơi. Lúc này cháu Nguyễn Hữu Duy Thức, 8 tuổi, chú ở 53 Đinh Tiên Hoàng, phường An Bình, con trai anh nguyễn hữu phước cũng đến nhà bạn huy xin đi chơi cùng cháu huy và vui đồng ý sau đó lê văn vui đưa hai cháu ra nghĩa trang phường đạt hiếu trói và bịt miệng lại sau đó ra tay sát hại trong các tin nhắn đòi tiền chuộc có nội dung đòi bốn người đi giao tiền phải có lê sơn tức là vui nhằm đánh lạc hướng nghi ngờ của gia đình và cơ quan chức năng thế nhưng khi gia đình anh quang cùng vui đưa tiền ra nghĩa trang hắn không có cách nào lấy tiền nên tất cả phải trở về nhà. Mở sáng ngày 12 tháng 5, Bùi lại ra Nghĩa Trang dùng xăng và rẻ long mộ đốt xác hai cháu nhằm phi tang chứng cứ phạm tội. Sau đó tiếp tục nhắn tin thông báo gia đình cháu bé ra xem và chi tiền gấp. Nếu không, các cháu sẽ bị thủ tiêu.